Các bạn đến video tiếp theo của mình là Thành Lập TV. Hôm nay mình sẽ làm một video uống cà phê ở ngoài ven biển cho các bạn xem nha. View của biển nha. Mời. Ok, các bạn không để cho các bạn chờ lâu nữa. Đây là cảnh view của quán cà phê 1991 nha các bạn. Đây là khung cảnh để cho các bạn nào mà yêu thích chụp hình nè, rồi review và check-in nè. Đó, nhìn ở đây là rất là đẹp nha mọi người. Mình đi trong giờ này là giờ trưa nha mọi người. Và bây giờ mình bắt đầu chuẩn bị lên cầu thang cho các bạn xem ở trên lầu trên view nó như thế nào nha mọi người. Ok, mời các bạn đi theo mình thôi. Thì cảnh view ở đây thì cũng rất nhiều người check in rồi đó mọi người, review rồi, nhưng mà bây giờ Thành Lập TV bây giờ mới có dịp để check in hình ảnh nha mọi người. Đây là chỗ bàn ghế để cho các bạn ngồi uống cà phê chiều tầm giờ 5 giờ chiều, 5 giờ sáng, 5 giờ sáng cũng được nha mọi người. 5 giờ chiều thì có hoàng hôn nha mọi người. Ở đây ngồi đây rất là chill nha mọi người. Có thể ngắm thuyền, có thể ngắm ghe đi ngang qua lại nha mọi người. Phía sau mình là núi Minh Đạm nha mọi người. Còn phía trước mình là Vinco. Đó, đây là biển Long Hải nha mọi người. Thì các bạn đi tới gần chỗ, tới chỗ chợ cũ Long Hải thì chạy xuống một xíu là tới quán Cô Diễm. Các bạn có thể vẹo phải. Phải vô chỗ check in nha mọi người. Quán cà phê nó nằm ở trong đường hẻm nha mọi người. Đây là khung cảnh hoàng hôn thủy triều xuống nha mọi người. Nhìn rất là đẹp nha mọi người. Các bạn có thể ngồi uống một ly cà phê và chill, có thể ngắm được hoàng hôn, có thể mình chụp được một tấm ảnh hoàng hôn đẹp nha mọi người. Đó, có thể ngắm được các bạn gái nè. Đó, thấy không? Đây là sở thích của các những ông. Is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets.